núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mãi đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết ngang cao, cha là núi đứng làn và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mãi đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Thank you.
điểm bắt đầu. Thưa linh hồn cụ Trần Văn Phúc, kính thưa vị đại diện cho gia đình cùng toàn thể tuyến tăng, toàn chúng tôi thay mặt cho đảng ủy, chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và bạn bè thân hữu của đồng chí Trần Văn Tuấn đang công tác tại cục dân quân tự vệ Bộ Quốc phòng, vô cùng thương tiếc khi biết tin cụ đã từ trần. Chúng tôi xin thắp nén tâm nhang để kính viếng hương hồn cụ và xin gửi lời chia buồn thống thiết nhất tới toàn thể tuyến tăng. Một lần nữa, phút mặt để chúng tôi cùng bắt đầu.
thưa gia đình tham gia lúc đủ. Đêm đã qua, trời nay đã sáng, chỉ còn lại đây những giây phút cuối cùng. Linh cữu của cụ còn ở trong nhà. Buổi sáng ngày hôm nay, anh chị em con cháu chắc của cụ sẽ tiễn đưa cụ về với quê hương đất mẹ yêu thương. Giờ phút này đây đã đến giờ tổ chức để cùng bữa cơm buổi sáng ngày hôm nay là cung linh vinh viện của cụ. Anh chị em con cháu chắc của cụ có sửa lương cơm đặt trước linh sàng cùng các nhà hiếu chúng tôi cùng tuần chúc thực bữa cơm chia ly vinh viện cuối cùng này. Cha ơi, mẹ yêu thương, lời ru như gió đại dương dạt dào, cha dành hết nỗi nắm tay cho con vị ngọt những ngày đã qua. Cha dành hết đỉnh mây mờ cho con đường rộng bây giờ con đi. Cha ơi, còn đâu sớm tối mỗi khi có cha có mẹ chúng con ấm lòng. Bây giờ cha bỏ con đi, bỏ con côi cút bơ vơ trên đời. Cha ơi, chúng con vẫn biết mỗi bước chúng con đi, mỗi việc chúng con làm, mẹ cha vẫn luôn luôn dõi theo để dìu dắt cho chúng con khỏi lạc bước sai đường. Thế mà giờ khi cha nằm yên bất động, đầu chúng con chịu nặng dài căng tay, trong làn khói hương trầm nghi ngút, chúng con thương cha nhiều lắm cha ơi. Dâng cha nén nhang, con tràn nước mắt, tiễn cha đi, con thắt gan vào. Giờ phút này đây, trước linh sàng, chúng con đã nâng cơm kính thỉnh vong linh hồn cha về giáng hạ trực tâm, bữa cơm chia ly vinh viện cuối cùng xin được bắt đầu. Tự lập Thank you.
ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời. Có dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết giang cao, cha là núi đứng làn và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã quá xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời. Có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn. Có dòng lệ thấm xuống hồn con. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Phú, bí thư chi bộ, phó ban lễ tang lên thực hiện chương trình buổi lễ trang trọng này. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Thành, kính thưa các đồng chí đại diện Đảng bộ, ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Bôi, kính thưa các đồng chí lãnh đạo thôn, các ông bà đại diện cho các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thôn Tân Phú, kính thưa toàn thể các vị quan khách cùng toàn thể bà con nhân dân trong và ngoài thôn Tân Phú, kính thưa toàn thể tam tuyến, trong lúc toàn thể cán bộ đảng viên nhân dân thôn Tân Phú đang tích cực thi đua lao động sản xuất vụ xuân sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhằm
giành được những thắng lợi ngay từ đầu năm, góp phần xây dựng về đích nông thôn mới, thì được tin cụ Trần Văn Gốc từ trần. Cụ Trần Văn Gốc sinh năm 1924, quê quán xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thường trú thôn Tân Phú, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cụ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 tuổi đảng, hội viên hội người cao tuổi thôn Tân Phú. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình, con cháu, tập thể các bác sĩ hết lòng tận tình chăm sóc cứu chữa, song vì tuổi cao sức yếu, cụ không qua khỏi, đã từ trần hồi 22:23 ngày 23/2/2018, tức ngày 8/ năm Mậu Tuất, hưởng thọ 95 tuổi. Hôm nay đảng ủy xã Phú Thành, cán bộ và nhân dân thôn Tân Phú cùng gia đình tổ chức lễ truy điệu tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi thức trang trọng của địa phương. Về dự lễ tang truy điệu cụ Trần Văn Gốc, hôm nay có đông đủ các vị đại diện đảng ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Thành, các vị đại diện cho đảng bộ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Bôi, các vị đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nơi các con cháu cụ công tác và sinh sống, các bậc thông gia cùng toàn thể đông đảo bà con nhân dân trong và ngoài thôn Tân Phú về dự lễ tang, lễ truy điệu cụ Trần Văn Gốc. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thành lên đọc lời hiếu. Xin kính mời được. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã Phú Thành. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, khu dân cư Tân Phú. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thông gia, liên gia nội ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, cùng toàn thể bà con nhân dân trong làng ngoài xã. Kính thưa toàn thể gia quyến, đồng chí Trần Văn Gốc. Trong lúc nhân dân các dân tộc xã nhà cùng với nhân dân cả nước đang trong không khí thi đua lao động sản xuất của những ngày đầu năm mới Xuân Mậu Tuất 2018, đột ngột nhận được tin đồng chí Trần Văn Gốc, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi đảng, đã từ trần. Trong thời gian qua, mặc dù đã được đội ngũ y bác sĩ cùng con cháu gia đình tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã không qua khỏi. Đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 22:23 ngày 23/2/2018, tức ngày 8/ năm Mậu Tuất, hưởng thọ 95 tuổi. Thưa toàn thể bà con nhân dân, giờ đây chúng ta có mặt tại gia đình cùng với chi bộ Tân Phú, đảng bộ xã Phúc Thành cùng gia quyến long trọng tổ chức lễ truy điệu để tiễn biệt, tiễn đưa người đảng viên, người đồng chí, người cha, người ông, người cụ trong gia đình, người hội viên và người công dân ưu tú của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa toàn thể nhân dân cùng gia quyến, trong giờ phút âm dương cách biệt, kẻ ở người đi ngàn trùng xa cách, chúng ta hãy cùng nhau tìm lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của người quá cố. Đồng chí Trần Văn Gốc sinh ngày 10/1/1924 tại thôn Thanh Nga, xã Nhân Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đồng chí được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo yêu nước, là người con thứ năm trong gia đình có 7 anh chị em. Cha mất sớm từ khi đồng chí mới lên 9 tuổi năm 1939. Khi 15 tuổi, đồng chí phải đi ở đợ làm thuê và học nghề tại phố Hàng Khoai, Hà Nội. Năm 1947, đồng chí trở lại quê nhà, dù trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn của thời kỳ phong kiến, đồng chí đã tham gia học, bổ túc, hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi thơ được chứng kiến cảnh đất nước loạn lạc chiến tranh, đồng chí đã tham gia vào đội thiếu niên, thanh niên cứu quốc, sớm được giác ngộ cách mạng. Năm 27 tuổi, ngày 12/2/1951,
đồng chí tham gia quân đội nhân dân Việt Nam là tiến sĩ thuộc đơn vị 30C71 tỉnh đội Hà Nam. Từ tháng 1 năm 1952 đến tháng 4 năm 1954 là tiến sĩ thuộc đơn vị D681. Từ tháng 5 năm 1954 đến tháng 1 năm 1960, đồng chí giữ chức tiểu đội trưởng đơn vị C3D7 E238F332 Đông Bắc. Tháng 2 năm 1960, đồng chí xuất ngũ phục viên chuyển ngành là cán bộ kỹ thuật của công ty kim khí hóa chất tỉnh Thái Bình. Do có nhiều thành tích trong quá trình tham gia quân ngũ và trong quá trình công tác tại công ty, ngày 25 tháng 1 năm 1962, đồng chí Trần Văn Khốc đã vinh dự được chi bộ kết nạp vào Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6 năm 1963 đến tháng 8 năm 1966 là cán bộ cung ứng vật tư nhà máy đường Hưng Nhân. Tháng 9 năm 1966 đến tháng 7 năm 1970 là cán bộ cung ứng vật tư công ty điện lực tỉnh Thái Bình. Tháng 8 năm 1970, do điều kiện về sức khỏe, đồng chí thôi không tham gia công tác và chuyển sinh hoạt về chi bộ đa Đảng bộ xã Phú Phước, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Từ tháng 1 năm 1987 đến tháng 12 năm 1990, đồng chí được chi bộ bầu giữ chức bí thư chi bộ ba Đảng bộ xã Phú Phúc. Từ tháng 9 năm 1991 đến tháng 2 năm 2013, do tuổi cao, đồng chí thôi không tham gia công tác và tiếp tục là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ ba Đảng bộ xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Và từ tháng 3 năm 2013 đến nay là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại chi bộ thôn Tân Phú, Đảng bộ xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Với 95 năm tuổi đời và trong quá trình công tác với nhiều cương vị công tác khác nhau, đồng chí luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Do có nhiều thành tích và công lao đóng góp, đồng chí đã được tặng thưởng một huân chương kháng chiến hạng nhì, một huy chương chiến thắng hạng nhất và nhiều bằng khen, giấy khen của cấp ủy chính quyền và tổ chức các cấp trao tặng. Thưa toàn thể bà con nhân dân, 95 năm tuổi đời, hơn 55 năm dòng với trách nhiệm là một người đảng viên, một gia đình có công với cách mạng, trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, người con thứ hai của gia đình đồng chí đã anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam, nén đau thương vượt qua những khó khăn gian khổ của thời kỳ bao cấp, vượt qua những nhọc nhằn túng thiếu của gia đình để hoàn thành nhiệm vụ. Một người đảng viên luôn tận tụy trách nhiệm, nhiệt huyết của một người cán bộ, một công dân trong chế độ mới và luôn vững vàng lòng tin sắc son theo đảng trọn đời và luôn luôn xứng đáng là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Thưa toàn thể bà con nhân dân, về đời tư năm 1950, đồng chí đã gặp và thương mến cô Xuân Nữ, duyên dáng trẻ không xinh đẹp là bà Nguyễn Thị Quyền, là người cùng quê, được cha mẹ kết thắt xe duyên. Duyên vợ chồng, đồng chí đã sinh hạ được 8 người con, 6 trai, 2 gái, vượt lên những khó khăn đời thường và của đất nước, vợ chồng đồng chí đã chăm lo chu toàn, nuôi dạy các con trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn. Các con của đồng chí hiện tại đã có công ăn việc làm và nghề nghiệp ổn định, hiện nay đã yên bề gia tất và hiện tại đồng chí đã có 5 dâu hiền, 2 chàng về khảo, 20 cháu nội ngoại và 20 chắc nội ngoại. Cuộc sống gia đình no đủ, thật ấm êm, thật hạnh phúc và mong muốn rằng sẽ không bao giờ chia xa. Nhưng than ôi, kính thưa hương hồn đồng chí Trần Văn Gốc, vẫn biết sinh có hẹn tử bất kỳ, đồng chí ra đi giữa thời khắc cả dân tộc, mọi người, mọi nhà, mọi gia đình đang trong những ngày đoàn tụ, tết đoàn viên sum họp ngày trở về nơi quê cha đất tổ. Đồng chí ra đi, gia đình mất đi một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không có gì thay thế nổi. Có nỗi đau nào hơn thế, các con các cháu mất đi một người cha, một người ông, một người cụ đáng kính, cô dì, chú bác, anh em trong gia đình mất đi một người thân ruột thịt bao dung và độ lượng, bà con xóm giềng mất đi một người thân luôn sống có tình có nghĩa, hội người cao tuổi mất đi một hội viên nhiệt tình và trách nhiệm, tổ chức đảng mất đi một người đồng chí, một người cán bộ đảng viên luôn trung kiên và mẫu mực, luôn giản dị sống suốt đời tuận thị phục vụ cho đảng, cho nhân dân.
thưa toàn thể gia quyến, ngày mai thôi mặt trời lại mọc, một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng ngày mai chúng ta không còn thấy bóng dáng đồng chí trên đường quê quen thuộc. Ngày mai gia đình sẽ mạnh hơn, bởi không còn nghe tiếng bước chân ta vào đầu ngõ. Đất phủ màu tang, trời nghiêng bóng xế, âm dương cách biệt, dâu bể đổi rời. Giận hóa công gây nỗi tang thương, trách tạo hóa làm chi sinh tử, để kẻ ở người đi muôn trùng xa cách. Thưa toàn thể gia quyến, tạo hóa đã ban cho con người bốn chữ sinh lão bệnh tử. Nay số phận đã an bài, toàn thể chúng ta hãy cầu mong cho đồng chí hãy ra đi thanh thản. Bởi chọn cuộc đời luôn nặng gánh hai vai, với xã hội đã làm tròn trách nhiệm của một người cán bộ, người đảng viên, người hội viên, người công dân ưu tú. Với gia đình, đồng chí đã làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, người ông, người cụ, luôn bao dung và mẫu mực, đã dành trọn vẹn tình cảm cho gia đình, cho các con, các cháu, các chắc. Và đáp lại tình cảm ấy, chi bộ, đảng bộ, nơi đồng chí đã từng, đã đang từng sinh hoạt, cơ quan đơn vị nơi đồng chí đã từng công tác, luôn biết ơn và trân trọng những đóng góp của đồng chí. Và cả cuộc đời đồng chí luôn sống trong ngôi nhà ấm êm hạnh phúc, cùng các con, các cháu, chắc, hiếu thảo, tận tâm, yêu thương chăm sóc đồng chí đến những phút giây cuối cùng. Kính thưa hương linh đồng chí Trần Văn Khốc và kính thưa toàn thể gia quyến, hôm nay đồng chí ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn, bằng tấm lòng thành kính và khói hương lan tỏa, hòa quyện cùng dòng lệ, chúng ta hãy mong đồng chí hãy sống khôn phát thiêng, hãy trở mình tỉnh giấc để chứng kiến lễ truy điệu. Bên linh cữu đồng chí hiện diện có chúng tôi, những người cùng chung lý tưởng, về tiễn biệt tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn trong huyện, các ủy chi bộ, các đoàn thể của thôn Tân Phú, các cụ, các ông, các bà, thông gia liên gia nội ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, cùng toàn thể bà con trong làng ngoài xã. Những người còn ở lại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục sự nghiệp cách mạng, sẽ nguyện cùng nhau đoàn kết, thống nhất, cùng nhau cân nhân các dân tộc trong xã thi đua lao động sản xuất, viết tiếp những trang sử vẻ vang chói lọi mà chúng ta vẫn còn tiếp tục hoàn thiện, đó là cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Thành giai đoạn 1930-2015, và sẽ xây dựng nông thôn mới vào năm 2018 này. Tiếp tục xây hương xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy ngày càng đổi mới giàu đẹp cùng với nhân dân cả nước, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trước lúc tiến đưa đồng chí về nơi Tây Phương Cực Lạc và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn để vĩnh biệt đồng chí Trần Văn Khốc, qua khói hương trầm và tình cảm sâu lắng ở mỗi con tim, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình dành cho đồng chí một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Cụ Trần Văn Khốc. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, các anh chị, thay mặt cho Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban nhân dân xã Phú Thành, chi hộ, chính quyền, các chi hội thôn Tân Phú, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, thay mặt cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, các anh chị em trong xóm cũng như ngoài làng, cùng các cụ, các ông, các bà trong địa phương cũng như các địa phương lân cận cũng đã có mặt trong buổi tang lễ cha ông cụ chúng tôi hôm nay. Cha ông cụ chúng tôi là cụ Trần Văn Khốc, sinh năm 1924. Do tuổi cao sức yếu nên cha ông cụ chúng tôi đã không qua khỏi và đã
về với tổ tiên vào lúc 22 giờ 23 phút ngày 23 tháng 2 năm 2018, tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Trong lúc gia đình đau buồn mất mát, được sự kịp thời động viên và đem những tấm lòng tình cảm cao quý của các vị đại biểu của các cụ công các bà đã đến kịp thời động viên chia sẻ với toàn thể gia quyến chúng tôi, thật là một niềm vinh dự tự hào cho gia quyến chúng tôi, cũng đã bớt đi phần nào nỗi đau thương. Thay mặt cho toàn thể gia quyến, chúng tôi không biết nói gì hơn, xin đa tạ và chân thành cảm ơn tới tất cả các vị đại biểu, thay mặt cho các cấp chính quyền, các cấp ủy đảng địa phương và các đơn vị trong và ngoài quân đội. Một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất xin thay mặt cho gia quyến chúng tôi một lần cuối cùng, xin chân thành cảm ơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thành, đồng chí Nguyễn Vinh Phương, trưởng thôn Tân Phú, thay mặt cán bộ đảng viên nhân dân thôn Tân Phú nên thắp nén nhang tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời. Cháu nội ra ngoài lâm ương tình thiệt cha được viên lòng trời. Thay mặt ban lễ tang và gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Thành và các xã trong các xã thị trấn trong huyện Lạc Thủy. Cảm ơn Đảng bộ, ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chúng tôi. Cảm ơn các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các bậc thông gia, liên gia cùng toàn thể bà con nhân dân trong và ngoài thôn Tân Phú đã có vòng hoa lễ vật đến cúng viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng với gia đình. Xin cảm ơn tổ dân cư Anh Xuân cũng đã tận tình phục vụ trong hai ngày qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Khi qua cụ ra xe để chúng ta tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời các đồng chí. Thank you.
tập thể, tôi nên đã quyền cùng các quý vị đưa thông tin thay mặt cho tập thể toàn bộ công nhân viên Đài Hóa Thân Hòa Phú Thái Bình, công ty cổ phần dịch vụ Tam Tế Hoàng Long, thành phố Nam Định. Chúng tôi chân thành bày tỏ sự thương tiếc, xin gửi tới thân nhân đặc biệt cổ vũ lời chia buồn sâu sắc nhất. Trước bao đại cụ Trần Văn Khốc, chúng tôi thành thân chia sẻ những đau thương mất mát lớn lao của gia đình. Xin hết lòng cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hỏa táng cho cụ được chú đáo trọn vẹn. Xin được cùng tam quyến nguyện cầu cho linh hồn cụ được thanh thản yên nghỉ nơi có vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Kính thưa linh hồn cụ Trần Văn Khốc, trong năm một cõng đi về, trần gian dừng bước cụ về cõng tiên, để lại con thảo cháu hiền, anh em họ tộc một niềm tiếc thương. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin kính mời thân nhân tác quyến cùng các quý vị ưu tiên đi vào quan nghiên cứu để tiếp bên cụ lần cuối. Xin trân trọng. Cha vui mừng.
bàn tay giang rộng như biển muôn phương, che nắng chú mưa dắt trẻ đến trường.